khi nào mà mẹ anh khỏi bệnh, nhất định anh phải tìm đến nhà người hiến thận cho mẹ. Anh chỉ muốn thắp một nén hương để cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng mình. Những người như thế, họ sống một cuộc đời đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa. Em thấy bây giờ mấy ai được như thế đâu. Cho nên mình phải sống thật tử tế vào. Thôi, anh vào trong với mẹ đi. Nhà bác sĩ cần còn có anh ở đấy. Thế giờ em về nhà hay là em đi làm đấy? Em đi làm thêm. Tối xong việc em còn rủ Tú đi xem phòng mới nữa mà. Phải tranh thủ nghỉ ngơi đấy nhá. Đừng có cố quá. Em biết rồi. Trước giờ bác cứ nghĩ mình sắp đặt mọi thứ tốt đẹp nhất cho các con, thì chúng nó sẽ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bác cứ tưởng dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn thì chúng nó sẽ sung sướng hưởng thụ. Nhưng điều quan trọng nhất thì bác lại quên mất, đó là chúng nó không hề thấy hạnh phúc. Vậy đã bao giờ bác nói điều này cho My nghe chưa ạ?